Rồi xong bài sắp ký trao đổi dâm, các bạn cần nắm gì cho cô? Nhất mục tiêu ha, mục tiêu là mình sẽ tách riêng ion niken. Đầu tiên nắm cho cô sắc ký là gì đã ha. Sắc ký là việc tách, là tách riêng rẽ các chất hoặc các ion hoặc các gì đây phân tử ra khỏi nhau. Thì trong bài hôm nay mình dùng sắc ký trao đổi ion, mình sẽ tách rời ion ra khỏi nhau nha. Thì trong cái bài mà mình học, chương trình mình học, mình đã nghe từ sắc ký giấy, sắc ký khí, sắc ký bản mỏng ha, sắc ký trao đổi ion ha, và sắc ký lỏng hiệu năng cao ha. Thì mình đã học, mình nghe hết rồi. Mặc dù sắc ký lỏng hiệu năng cao thì các bạn biết, các bạn sẽ học gọi là kiến tập thôi, còn máy móc thì một số bạn đi làm thì bạn mới biết nha. Còn hôm nay mình dùng gì đây, mình sẽ học bài gì đây, sắc ký trao đổi ion. Và hôm nay mình sẽ liên quan tới ion niken của bạn đó, thì mình sẽ hiểu rõ về sắc ký trao đổi ion mình. Thì mục tiêu của mình sẽ tách niken của bạn ra khỏi nhau, và hôm nay mình sẽ dùng những ion có màu sắc để mình tách, vì mình mới biết mình đang tách ion nào, thì bởi vì hôm nay bản chất là định tính thôi. Còn nếu mà một số bạn nói em có thể dùng sắc ký trao đổi ion để em tách magie, canxi được không? Bởi vì hoa cái thằng này là hợp chất không có màu đó, thì đây các bạn không biết các bạn đang tách ion nào. Đó, sắc ký trao đổi ion thông thường để tách các ion có màu sắc khác nhau ra khỏi hỗn hợp. Rồi các bạn phải nói với cô sắc ký trao đổi ion là gì nha. Thì sắc ký trao đổi ion đó, nó như định nghĩa là trường hợp hấp phụ đặc biệt, bao gồm quá trình hấp phụ và quá trình trao đổi ion. Đó. Thì trong cái ion của mình có chất ion dương, ion âm, thì cấu trúc của sắc ký trao đổi ion của mình sẽ có hai loại: sắc ký trao đổi ion dương, sắc ký trao đổi ion âm. Nha. Thì đó, thì cái sắc ký trao đổi ion dương người ta gọi là cationic, và sắc ký trao đổi ion người ta gọi là anionic. Nha. Rồi vậy cấu trúc của hạt nhựa của mình nha. Sắc ký trao đổi hôm nay bản chất mình xài những cái hạt nhựa nhiều vào cục sắc ký. Vậy cái nhựa trao đổi ion đó là gồm có những thành phần nào nha? Nó sẽ gồm hai thành phần. Phần thứ nhất là phần polymer nha, mà mình hiểu đơn giản là phần nhựa đó. Và phần thứ hai là phần ion linh động. Nếu chứa ion linh động là ion dương thì gọi là nhựa trao đổi ion dương. Còn nếu mà chứa ion linh động của mình là ion âm thì gọi là nhựa trao đổi ion âm. Và R mình hiểu đó là phần polymer, H là phần ion linh động. Cái trang đối nhựa trao đổi ion âm cũng vậy, OH là phần linh động, N là phần polymer. Thì bình thường mình thấy những vật dụng mình xài như PVC hoặc là gì đây, PE hay là PP hay là PS, những cái nhựa thông thường của mình á, thì đây chỉ là polymer thôi. Còn hôm nay ha, những cái hạt nhựa mà dùng để tham gia gì đây, dùng để nạp cột sắc ký, nó phải thêm cái phần ion linh động nữa. Rồi thì nhìn là một cái cấu trúc, mình người ta hỏi các bạn nhựa trao đổi ion âm hay dương thì trả lời được. Đó, nhìn cái này bạn thấy này, phần này sẽ gồm phần polymer của mình là sẽ gì đây, trùng hợp từ các gì đây, styrene hay là gì đây, hay là ethylene hay là gì đây, propylene chẳng hạn ha. Là trùng hợp từ alken ha. Ví dụ đây các bạn thấy là nhựa styrene ha. Và nhựa này sẽ gắn thêm thằng X cộng này nữa, thì cái phần SO3 trở về những hạt nhựa nó phần gì đây, phần cố định, và X cộng của mình phần linh động ha. Thì mình hiểu sắc ký của mình sẽ gồm pha động và pha tĩnh. Pha tĩnh là gồm những gì đây, những cái hạt nhựa cố định trong cái dây cột sắc ký. Còn pha động chính là cái dung dịch mà để tách ion của mình đó. Đó thì nhìn vào đây các bạn biết là AcN- là phần linh động, là nhựa trao đổi ion âm. Và thông thường nhựa cationic của mình sẽ gắn cái thằng H cộng để mình dễ hình dung. Có thể là M cộng phần linh động này, H cộng phần linh động này, là nhựa trao đổi ion dương. Đó, nhìn vào cái này các bạn biết đây là phần linh động, phần là phần gắn với hạt nhựa, phần gì đây, phần cố định. Và nhớ cô, cái phần nhựa trao đổi ion của mình ha, nó sẽ tham gia phản ứng thuận nghịch, có nghĩa là bây giờ nó tách thằng H cộng ra được, thằng Na cộng đi vào, thì chút xíu nữa thằng Na cộng cũng đi ra, thằng gì đây, thằng khác đi vào. Đó, nhớ cô, là một quá trình thuận nghịch. Và người ta định nghĩa chút xíu nữa trong cái phần định nghĩa, người ta nói đây sắc ký trao đổi ion này một quá trình gì đây, hấp thụ đặc biệt ha. Sẽ gồm hai quá trình xảy ra song song, xảy ra gồm hai quá trình. Thứ nhất là phần hấp phụ. Đầu tiên Na cộng mình sẽ hấp phụ lên bề mặt của các hạt nhựa, sau đó Na cộng mình sẽ trao đổi với ion H cộng. Đó. Và nhớ cô này là một quá trình thuận nghịch. Và thông thường nhựa của mình là nhựa NRX RH. Thế đó, cái phần môi trường của mình sinh ra trên môi trường tại môi trường axit. Vậy để nãy nữa bạn hiểu là dạng tại sao bước một của mình phải rửa, mình để loại bỏ ion H cộng. Và nhìn vào một cái hạt nhựa, mình sẽ nắm cho cô là dung dịch nào sẽ là dung dịch gì đây để tham gia hồi phục cột. Ví dụ hôm nay nha, các bạn làm
tách niken, các bạn làm hồi sau các bạn không biết là cái nhựa của tôi nó gắn với ion nào, nhưng mà cuối cùng tôi phải trả lại để cái nhóm khác người ta xài, trả lại ion H cộng. Thì người ta hỏi các bạn dung dịch nào dùng để gì đây, tham gia quá trình hồi phục cột hay là hoàn nguyên cột nha. Tôi đang cần H cộng để bù lại thì tôi dùng HCl. Đó đi thi người ta hỏi bạn là dung dịch nào sau đây dùng để gì đây, tham gia hoàn nguyên cột, tình trạng này ngay bằng nền HCl, bởi vì mình xài cái nhựa ban đầu là như đây, là cái nhựa NH. Đó, cái dung dịch HCl sẽ cung cấp ion H cộng để trả lại cái hạt nhựa ban đầu. Bởi vì cái hạt nhựa này các bạn có thể xài đi xem lại rất nhiều lần nha. Rồi còn cái gì, cái nhựa NROH chẳng hạn, vậy người ta hỏi dung dịch nào để cho bạn ứng hoàn nguyên cấu ha, thì bù lại OH thì mình xài NaOH là cái đơn giản nhất, an toàn nhất. Còn ở acid HCl mình có thể dùng acid HNO3 là không được, thế ra một cái acid nào đó cung cấp H cộng, nhưng mà acid HCl nó nằm nhất nha. Đúng lúc này tham gia oxy hóa không ảnh hưởng. Rồi tiến hành thí nghiệm các bạn cần gì ha, các bạn cần ống nghiệm, các bạn cần giá ống nghiệm ha, các bạn cần đũa thủy tinh, ống bóc cao su về nhà coi thôi. Rồi đây là cục sắc ký, trong này các bạn sẽ gồm những hạt nhựa, nhựa trao đổi ion có phần cố định và phần ion minh đặc. Các bạn sẽ gắn cái gì đây, bông còn gắn hai đầu nha. Rồi các bạn cần ống đong, các bạn cần cốc để bạn hứng, các bạn cần pipette để bạn hút dung dịch. Rồi tiếp theo là các bạn cần một cái metin da cam, các chỉ thị để bạn biết là khi nào mà hoàn nguyên cột xong, khi nào cái môi trường bên trong này là môi trường gì đây có ion H cộng. Thì về nhà con lại cho cô cái khoảng pH độ màu nha, khoảng pH độ màu về nhà coi nha, để thi người ta hỏi trắc nghiệm biết được chuyện là độ màu của metin da cam pH trong khoảng nào thì nó sẽ chuyển từ màu gì đây, màu vàng nha, màu vàng sang màu đỏ. Đó. Thì đầu tiên bước 1 của mình sẽ kiểm tra xem trong cái môi trường nước này nó còn ion H cộng hay không, thì sẽ thử bằng metin da cam nhá, để mình biết nó có hay không thì mình tính tiếp, nếu mà có thì mình sẽ cho nước cấp cho mình rửa tiếp, còn nếu mà hết ion H cộng rồi mình sẽ chuyển đến bước thứ hai. Bước 1 là rửa cột để kiểm tra xem cái nước trong cột của mình nó còn ion H cộng hay không. Mình sẽ dùng chỉ thị là gì, metin da cam. Nếu môi trường acid thì metin da cam của mình sẽ có màu đỏ. Nếu môi trường kiềm hoặc môi trường như đây, môi trường trung tính à, thì lúc đó mình hiểu như đây, metin da cam của mình sẽ có màu vàng. Đó thì metin da cam nếu không có ion H cộng sẽ có màu vàng, còn nếu mà có ion H cộng sẽ có màu đỏ hoặc màu cam ha. H cộng càng nhiều nó chuyển sang ánh đỏ, còn ion H cộng ít nó sẽ chuyển sang ánh cam ha. Thì đầu tiên mình sẽ thử xem, bước 1 là rửa cột sắc ký, mình thử xem trong cái nước này có ion H cộng hay không nha. Tại sao lại phải chuột kiểm tra, bởi vì vừa nãy cô đã nói rồi, bởi vì cái của mình ha, sau khi bạn tham gia xong mình sẽ tạo ion H cộng, bởi vì cái hạt nhựa ban đầu của mình đang là H nha. Nếu có môi trường H cộng sẽ cạn kiểu quá trình hấp thụ và trao đổi ion của ion niken của ba. Ngay từ đó việc đầu tiên mình phải đuổi hết ion H cộng trong cái cột sắc ký của mình ra, mình sẽ thỉnh bằng metin da cam. Nếu còn ion H cộng thì có màu đỏ mình sẽ rửa cho các tô mình rửa tiếp. Đó, thì cái mình hiểu nó còn ion H cộng mình chấp cho nước cấp cho mình đổ tiếp, đổ tới khi nào không còn ion H cộng nữa.
Đó, khi nào là hai màu vàng tương đương nhau thì mình hiểu như là cái điểm H cộng là mình chuyển sang bước thứ hai. Bước thứ hai mình sẽ cho niken coban vào cột, tức là mình sẽ trộn niken theo tỷ lệ như là 0.6 coban và 1.20 lít niken cho vào, trộn chung vào ống nghiệm, sau đó mình cho vào đây. Bởi vì hôm nay là mình mục đích của mình là để tách niken coban ra khỏi ống hợp. Thì mình sẽ cho hai thằng này vô đây, mất tiêu rồi nha. Rồi sau đó mình sẽ mở khóa sao cho tốc độ dòng là 20 lít trên phút nha. Thì người ta hỏi là tốc độ dòng là bao nhiêu, mình hiểu là 20 lít trên phút, có nghĩa là mình cho khoảng cái này 20 lít là bao nhiêu, 40 giọt 60 giây, thì mình chỉnh sau khoảng 1 giây rưỡi 1 giọt. Tại sao mình phải chỉnh cái tốc độ dòng như vậy, nhanh hơn được nữa không? À, thì mình hiểu dưới đây, do cái thời gian này chắc cái của mình là quá trình hấp phụ đặc biệt, gồm hai quá trình, thứ nhất hấp phụ và trao đổi, do đó mình phải cần thời gian để ion niken coban đầu tiên nó hấp phụ vào hạt nhựa, rồi nó trao đổi ion H cộng của hạt nhựa của mình. À, do đó nếu trường hợp mà bạn cho thời gian tốc độ dòng rất là nhanh thì lúc đó như là coban niken không kịp hấp phụ, không kịp trao đổi, và như vậy nó sẽ đi thẳng ra ngoài, và như vậy mình sẽ không đạt được mục tiêu của mình nha. Do đó mình sẽ khi mình cho hai này trộn chung vô, mình cho cái vạch nước gần cái vạch bông gòn để cho mình nó đậm đặc. À, vì tại sao đậm đặc, vì mình hiểu các yếu tố ảnh hưởng như nào. Thứ nhất là yếu tố gì đây, yếu tố pH. Vừa nãy do cái nhựa của mình là NRH hoặc NROH thì đó yếu tố pH ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ thay đổi. Yếu tố thứ hai là yếu tố nồng độ nha. Thì vừa nãy cô nói rồi ha, ví dụ mình cho NRH vô, mình cho NaCl vô, thì mình cho NaCl vô Na cộng với Cl trừ, thì thằng Na cộng nhiều số lượng nhiều hơn thằng H cộng ha, nó sẽ đẩy H cộng đi ra. À, thế đó nồng độ có ảnh hưởng. Rồi yếu tố thứ hai là gì đây? Điện tích ion. Bởi vì hôm nay mình hiện này sắc ký chế độ ion, thì đó điện tích ion có ảnh hưởng tới quá trình hấp phụ và trao đổi. À, thì mình học phần lý thuyết rồi nha. Nếu một thằng 3 cộng và một thằng Zn2 cộng và một thằng K cộng, thì chắc chắn ha, cái lực liên kết giữa ion của mình với hạt nhựa là lực liên kết ion. Lực liên kết ion sẽ phụ thuộc vào điện tích ion. Điện tích ion càng lớn thì gì đây, khả năng gì đây, gắn vào hạt nhựa càng dễ dàng. À, do đó mình hiểu gì đây, khi cái yếu tố gì đây, điện tích ion có ảnh hưởng tới quá trình hấp thụ và trao đổi. À, mình lưu ý vậy, giữa một cái K cộng và Na cộng thì thằng nào sẽ gắn vào cột với một lực mạnh hơn. Để lát nữa trong cái bài của mình hôm nay, coban với niken cùng là 2 cộng, mình sẽ giải thích cho cô giữa coban niken ion là hấp phụ vào cột với một lực mạnh hơn, và như vậy khi mà gắn vào cột với một lực mạnh hơn thì mình tách, mình sẽ tách sau. Còn thằng nào dưới đây gắn lỏng lẻ mình sẽ tách trước nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ giải thích dựa vào cái gì, dựa vào bán kính nhiều. Thì giữa Na cộng và K cộng chẳng hạn, thì K cộng bán kính ion lớn hơn, thì khi bạn cho cái K cộng bán kính này, bán kính K cộng đây, Na cộng vào đây, bán kính càng lớn thì khi bạn cho vào nước tạo ra một cái lớp hydrat hóa bên ngoài càng nhỏ, bán kính càng nhỏ thì bán kính hydrat hóa càng lớn. Thế đó, thì nếu cho hai ion này vào cột thì đầu tiên muốn tham gia hấp phụ và trao đổi thì đầu tiên phải phá vỡ được cái lớp hydrat hóa này đi nha. Thì cái Na cộng của mình, cái lớp này nó dày hơn, phá vỡ nó khó hơn. À, do đó giữa K cộng và Na cộng thì K cộng gắn vào cột với một lực mạnh hơn. À, gắn rất là mình hiểu, gắn chặt hơn. Và khi tách mình sẽ tách K cộng sau. À, để chút xíu mình sang phần coban và niken, mình đặt câu hỏi. Vậy giữa niken coban ion nào gắn vào cột với một lực mạnh hơn, mình phải giải thích được. Và cái yếu tố thứ tư ảnh hưởng đó là tốc độ dòng. À, nè, nhớ như vậy để đi thi người ta hỏi các bạn các yếu tố ảnh hưởng trả lời được nha. Sau đó mình như đây, mình khi là cái mạch nước, nhớ cô là cái mực nước trong cái luôn ở trên cái vạch bông gòn, vì trường hợp mà bạn cho nước thiếu nó chạy hết nước ra, cái đoạn là nó sẽ bị đứt ra, hạt nhựa mình sẽ bị đứt đoạn. Nếu mình chơi cát có nước nhiều thì nó sẽ lên liên tục, còn nếu mà trường hợp mà cát hết nước nó sẽ bị rẽ cát, nó cũng bị đứt đoạn này. Đó mình phải luôn luôn trạng thái như đây, cột của mình phải nước, mực nước nó trên vạch bông gòn. Sau đó mình cho nước cấp vô. À, mình cho nước cấp, mình rửa tới khi nào không còn ion H cộng nữa thì mình hiểu chuyện này gì xảy ra bên trong. Khi mình cho niken coban vô thì đầu tiên niken thứ nhất là như này, niken gắn vào nhựa với lực mạnh hơn, đầu tiên niken hấp phụ vào nhựa, nó đẩy ion H cộng nó đường dễ về, đây là quá trình thuận lợi nha. Có nghĩa là bây giờ niken đi vào được thì niken nó định thể ra được,
Bây giờ thứ nhất là niken cảm thấy là nhiều năng lực mạnh hơn. Thứ hai là gì đây? Số lượng niken của bạn giờ sẽ nhiều hơn H cộng, nó dễ dàng đẩy H cộng ra. Đó. Và khi mà đẩy H cộng ra thì nó có môi trường bên trong là môi trường axit, và nhiệm vụ của mình sẽ đuổi hết axit ra khỏi cái cột sắt ký của mình. À, để cho niken của bạn nó gắn hoàn toàn vào hạt nhựa. Và đi thi người ta cũng hỏi các bạn là khi nào để nhận diện là niken coban đã gắn hoàn toàn vào hạt nhựa, phải trả lời được. Đơn giản, khi nào niken coban không còn trạng thái tự do, có nghĩa là gắn hoàn toàn vào hạt nhựa, có nghĩa là gì đây, nó không còn cái giai đoạn này xảy ra nữa, là không còn quá trình hóc phụ và trao đổi xảy ra nữa, có nghĩa là sẽ cái quá trình này dừng lại thì thằng này sẽ không còn. Nha. Đấy thì người ta hỏi các bạn làm sao để biết được niken coban đã gắn hoàn toàn vào hạt nhựa. Khi nào nước rửa không còn NaOH cộng, có nghĩa là niken coban tự do ngoài không còn nữa. Không còn nữa nghĩa là nó đã gắn hoàn toàn hạt nhựa rồi. Và mình thử bằng cái này mê tinh da cam. Nếu nước rửa của mình có NaOH cộng, có nghĩa quá trình này còn xảy ra. Nếu mình thử bằng mê tinh da cam mà nó có màu vàng, có nghĩa là H cộng không còn nữa, quá trình này đã kết thúc nha. Thì lúc đó thì mình hiểu dưới đây là niken coban đã gắn hoàn toàn hạt nhựa nha, và trạng thái trong nước của mình nha, nó chỉ là nước bình thường thôi nha, không có NaOH cộng. Sau đó sang bước 3 ha. Bước 3 của mình sau khi mình cho hai thằng gắn vào rồi, mình phải nhiệm vụ mình phải tách hai ông nó ra khỏi nhau. Vậy đầu tiên mình sẽ dùng cái gì để mình tách? Đó, hôm nay mình dùng CZ1 để tách. Thì đây tách đi kèm đó, cô khi cô học rồi cô đã dạy rất là kỹ rồi, cô chỉ nói lại thôi nha. Và đi thi người ta hỏi dùng CZ1 để tách cái gì, phải nói mình tách đi kèm tách như thế nào, cơ chế như thế nào nha. Thì về nhà qua lại cái phần cấu trúc của CZ. CZ của mình có cấu trúc gì đây, vừa có nhóm axit vừa có nhóm OH liền kề. Và như vậy những cái hợp chất nào đây nó sẽ dễ dàng ở đây, nó sẽ tạo phước được gì đây, tạo phước được với kim loại đa hóa trị để tạo ra một cái phước, người gọi là phước chain lát hoặc là phước càng cua nha. Và CZ1, CZ2 hôm nay bản chất là y chang nhau. Và trong cái phần CZ axit kia của mình có tới mấy hai nhóm axit nữa nha. Thì ví dụ như axit 1, axit 2, CZ1, CZ2 thì khác nhau về cái pH, tức là khả năng gì đây tạo muối thôi. Ví dụ thằng này nó còn gốc axit, trong cái cấu trúc của nó có hai nhóm axit thì cái số lượng gốc NH4 của axit 1 ít hơn, tức là còn axit nó pH nó sẽ thấp hơn như là CZ2 nha. Và khả năng tạo phước thì CZ1 khả năng tạo phước yếu hơn CZ2 nha. Do đó hôm nay dùng CZ1 chỉ tách được niken, còn CZ2 khả năng tạo phước mạnh hơn. Do đó vừa tách được niken vừa tách được carbon. Nên đó hôm nay CZ1 tách niken, CZ2 bản chất cũng tạo phước y chang nhưng mà tách thì đây tách coban. Vậy đặt câu hỏi giữa coban và niken, ion nào gắn vào cổ với một lực mạnh hơn? Thì về nhà con lại cho cô niken 27, coban 28. Thì hai này cùng một chu kỳ, đây là kim loại chuyển tiếp, thằng này có màu xanh, thằng này có màu đỏ. Những kim loại chuyển tiếp là những kim loại có màu nha. Niken của mình có màu xanh, coban có màu đỏ. Vậy chuyện gì xảy ra, các bạn hiểu gì như thế nào đây? Khi tạo ra ion niken 2 cộng, coban 2 cộng thì chuyện gì xảy ra? Số e nước ngoài cùng giống nhau nha. Thì mình cứ tưởng tượng này, số nước e nó giống nhau cùng chu kỳ mà. Thì các bạn thấy gì đây? Rồ tôm ha, số 28 của mình là số gì đây? Số e bằng số e nước trong bằng số rồ tôm. Hạt nhân của mình là rồ tông nuôi trong, nuôi trong không mang điện à, mà cái nguyên tử mình trung hòa về điện, nên đó mình hiểu là số ít trong bằng số rồ tông à, số số rồ tông của mình là mình hiểu mang điện tích dương, số rồ tông của mình mang điện tích dương, ít trong mang điện tích âm. Trong hạt nhân của mình chứa rồ tông, bên ngoài là lớp ít trong, thì rồ tông của mình nó sẽ hút ít trong một phía nó nha. Thì trong này mình hiểu về đây, số ít trong của niken 2 cộng và coban 2 cộng giống nhau nha, mà số rồ tông của coban nhiều hơn. Số enic trong của gì đây, của hai thằng này là giống nhau, số đồ tông này nhiều hơn, nó khả năng gì đây, nó có bị ngậm rồi. Niken là gì, bao nhiêu đây, coban 27, niken đây, niken 28. Thì cái mình hiểu gì đây, đi từ trái qua phải trong một chu kỳ thì bán kính ion của mình gì đây nó sẽ giảm dần nha.
Thì trong đây mình hiểu đây, số electron giống nhau, số proton khác nhau. Proton sẽ hút electron về phía nó. Đó, số 28 hút electron mạnh hơn, từ đó làm cho bán kính niken nhỏ hơn. Bán kính niken nhỏ hơn số đây, số bán kính của cô 32 cộng. Nha, yeah. Bán kính nhỏ hơn thì bán kính hay đất hóa thì lên lớn hơn. Bán kính lớn hơn thì bán kính đất hóa nhỏ hơn. Rồi hai thằng này muốn tham gia thì đây, muốn gắn vào hạt cột, muốn gắn vào cái hạt nhựa của mình thì phải phá bỏ nó cái lớp áo. Thì cô ba sẽ phá bỏ lớp áo dễ hơn và như vậy khả năng gắn vào cột có một lực mạnh hơn. Thấy Trung Hương giờ mới vô, sắp về, sắp la rồi mới vô. Nha, thì mình hiểu giữa cô ba niken, để mình giải thích cho cô là đi thi mình làm trắc nghiệm mình phản xạ ngay vào liền si chép một cách niken, người ta hỏi ion là ra trước ion là ra sau và trả lời được nha. Si chép một tách niken nha, bởi vì niken mình gắn lỏng lẻo hơn, cho đó bạn tách trước, còn cô ban gắn vào cô vẫn lực mạnh hơn tách sau. Và ví dụ đi thi người ta hỏi các bạn giải thích thì bạn phải hiểu nha. Đó, thì giữa cô ba niken khi tạo ra gì đây, ion thì số electron lúc mà cùng giống nhau. Thì như vậy nếu mà số proton của mình nó lớn hơn thì khả năng hút e về phía mình nó sẽ mạnh hơn. Mạnh hơn là cho bán kính của nó nhỏ hơn. Nha, mặc dù hai số nó thứ tự nó gần bằng nhau, nhưng mà bản chất là gì đây, bán kính niken của ion niken sẽ nhỏ hơn bán kính của coban. Cái đó gì đây, khả năng gắn vào cột nha. Và cột đó thì coban gắn chặt hơn. Nó khi tách mình sẽ tách coban sau, niken tách trước. Và khả năng tạo phức của sinh chất 1 nha. Khả năng tạo phức của sinh chất 1 yếu hơn sinh chất 2. Do đó khi mình cho CZ1 vô chỉ tách được niken, bởi vì niken gắn lỏng lẻo, CZ1 kéo được, còn CZ1 không thể kéo cô ban được. À, còn đặt câu hỏi CZ2 cho vô trước thì sao? Do CZ2 khả năng tạo phức gì đây? Cơ chế tạo phức tương tự CZ1. Do đó tạo phức được niken thì chắc chắn nó sẽ tạo phức được gì đây? Cô ban thì chắc chắn nó tạo phức được niken. À, nhưng mà nếu mình cho CZ2 vô nó kéo được cô ban thì chắc chắn nó kéo được niken. Do đó khi mình cho CZ2 vô trước mình sẽ không kéo được từng chất ra khỏi nhau, mình sẽ tách được hỗn hợp. Nha, thì đó mình phải nhớ cái nguyên tắc là CZ1 cho vô trước. Nha, khi mình đảm bảo là chỉ cho nước cốt vô mà nước rửa không có ion hoạt cộng. Nha, mình kéo cái nước của mình xuống gạch gần gạch bóng vòm mình á. Sau đó mình cho CZ1 vô. CZ1 vô cho bao nhiêu cô không biết, tùy vào mỗi cổ của bạn. Miễn sao cho cứ tiếp tục CZ1 vô tới khi nào có màu xanh mình hiểu là kéo được niken. Còn khi nào hết màu xanh là cô niken hết. Nha. Do đó mỗi nhóm sẽ là khác nhau, do đó không có hỏi cô cho bao nhiêu nha. Yeah. Vậy mình hiểu cơ chế này cách như nào, cứ cho CZ1 rồi thì bản chất cũng là muối và amoni với gốc axit thọ, mình sẽ tạo ra gì đây, CZ2 trừ và NH4 cộng. Thì đầu tiên NH4 cộng của mình nha, yeah, mình cho mình nó sinh ra ha, số lượng nhiều, mặc dù khả năng gắn vào hạt nhựa với một lực yếu hơn so với niken, nhưng mà số lượng nhiều nó áp đảo vào niken, buộc thằng niken phải phóng thích dạng tự do. Niken phóng thích dạng tự do của mình thì đây mình sẽ kết hợp với thì đây si chép để ra tạo ra phức nha, và tạo ra cái phức này phức càng cua, phức này phức tan, phức tan này có dưới đây có màu xanh lớn. Do đó mình cho bao nhiêu cô không biết, chỉ biết là cứ tiếp tục cho si chép một vô tới khi nào có màu xanh nha, thì mình hiểu dưới đây là niken bắt đầu được kéo ra và sẽ có một lúc nào đó cái pH tối ưu màu xanh sẽ kéo ra ồ ạt, màu xanh sẽ đậm. Sau đó từ từ nó sẽ mất màu dần. À, khi nào mà không còn màu xanh nữa, có nghĩa là gì đây, niken được kéo hết ra khỏi cột. Nha. Và mỗi lần mình cho 10 ml vào ống nghiệm để mình quan sát cái dạng màu. Nha. Đó, mình phải hiểu như vậy. Đó, khi mình cho, mình mở khóa, mình cho tới khi nào màu xanh thì mình hứng, không có màu thì đổ đi. Có màu thì bắt đầu hứng 10 ml cho vào một ống nghiệm để quan sát dạng màu. Sau khi đảm bảo niken đó tách hoàn toàn ra khỏi cột rồi, mình sẽ cho CZ2 vô. Cũng y chang vậy nha. CZ1 cho vô, khi nào kéo hết gần tới vào bóng vòm mình cho CZ2 vô để nó không làm loãng cái CZ2 của mình vô. Đó. Và mình cũng tiếp tục mình cho tới khi nào có màu đỏ, màu hồng mình hứng. Màu hồng có nghĩa là mình hiểu đây coban bắt đầu đi ra. Và hết màu hồng có nghĩa là coban không còn trong cột nữa và mình cũng đây, mình hiểu cô ba đã tách hoàn toàn vào cột. Đó cho bao nhiêu cô không biết, tùy vào nhóm.
không màu đổ đi, có màu hồng bắt đầu hứng. Mỗi lần hứng như cô 10 ml ha, cho một ống nghiệm. Sau đó mình quan sát sợi mỏng. Và cơ chế cũng y chang vậy ha. Rồi sau đó mình cũng nghi trang vậy ha, mình sẽ chuyển qua bước thứ hai tiếp theo. Bước cuối cùng là bước phục hồi cột. Và đi thi người ta hỏi bạn là phục hồi cột bằng dung dịch nào. Thì vừa nãy cô nói rồi, khi các bạn cho Nike CZ1, CZ2 vô nha, thì cột của mình đang trạng thái gắn với gì đây, gốc amoni nha. Thì mình cho vô, mình hoàn nguyên cột cũng nghĩa mình phải chạy lại NRH. Và cách đơn giản nhất người ta hỏi phục hồi cột bằng dung dịch nào, chạy lại nhanh gọn lẹ HCl 30%. À, HCl 5% cho bao nhiêu, cho khoảng 20 ml là được nha. Và cũng y chang vậy, chờ cho CZ2 nó gần tới được bóng vòng, mình cho axit vô để nó nằm không làm loãng cái dung dịch của mình ra. Và như vậy mình sẽ kéo cái thằng NH4 cộng và dễ dàng nha. Đó đi thi người ta hỏi đơn giản vậy thôi, bao nhiêu ml nồng độ bao nhiêu phải nắm nha, 5% khoảng 20 ml. Sau đó mình tiếp tục mình cho nước cốt vô mình rửa nha. Bởi vì phục hồi cột của mình á, cơ chế của nó như nào, cột của mình đang trạng thái NRH4 nha, mình cho HCl vô thì lúc đó nó tạo ra NRH nha, nó sẽ hoàn nguyên lại cột ban đầu và NRH4 Cl nha. Mình có, mình trả lại cái NRH cho mình khác người ta học. Thì cũng y chang vậy, chờ tới cho nước cốt, tiếp tục cho nước cốt vô tới khi nào không còn NH cộng nữa, có nghĩa là H cộng của mình đã gắn hoàn toàn với hạt nhựa và H cộng tự do dư sẽ được đẩy ra ngoài cùng với NRH4 Cl nha. Đó, cuối cùng mình cũng cho nước cốt vô, mình thử bằng mirinda cam có màu vàng nha, thì mình sẽ dừng lại, mình kết thúc. Đó, thì bài hôm nay chỉ có vậy thôi. Còn cái phần này là các bạn cũng xem rồi ha, chờ nó lâu lắm. Đại khái là bài học hôm nay chỉ có vậy thôi nha. Rồi bây giờ là 8 giờ thôi, các bạn nghỉ đi, chứ bây giờ mà giảng thêm hai cái bài kia nữa các bạn cũng không nhập tâm vô được nữa. Thì hai mấy cái bài sau là liên quan tới chuẩn độ phân đoán nha, thì tuần sau cô sẽ dạy các bạn nha, để bạn nhớ sâu hơn. Và bây giờ mà nói nữa là bạn cũng không nhớ nổi đâu. Rồi hôm nay bạn Trung Hưng đi rất trễ nha Trung Hưng, người ta sắp về rồi mình mới vô, chỉ gần về luôn. Không biết lịch hay sao mà giờ này 8 giờ kém mới vô Hưng. Dạ, cô thông cảm. Em đang chạy xe về quê. Xe ô tô thì mở máy nên là sẵn. À, bà hôm nay có thắc mắc gì không? Không thắc mắc gì, mình kết thúc ở đây rồi. Tuần sau nha, học buổi nào nói cho cô nha. Tuần sau sắp xếp cho cô hai buổi cho con. Có thể các bạn học một ngày trong tuần, thuộc thứ tư hoặc thứ ba cũng được, thứ tư đi. Để các bạn về quê các bạn lên. Thứ ba học, các bạn còn về quê lên chưa? Nếu mà thứ ba các bạn học được hết thì các bạn học nha, còn không thì thứ tư các bạn học cũng được, rồi sau đó bạn học một cái ngày thứ sáu nữa. Còn nếu mà sợ gần nhau quá, rồi chốt là thứ ba thứ sáu đúng không, tất cả các bạn đều thứ ba học đúng không? À, vậy nha, vậy thứ ba mình sẽ ôn lại hạ ba cái bài kia, thứ sáu mình sẽ thi vấn đáp nha. Thi vấn đáp thì các bạn cố gắng bạn ôn trước, thi vấn đáp các bạn chỉ học bài sắp ký, bài keo. Bài keo, bài hấp phụ với lại bài bậc hai nha. Còn lại những bài kia 5 bài mình sẽ thi ở đây, thi trắc nghiệm. Cô ơi, keo hấp phụ với bài gì nữa cô? Keo hấp phụ với bài bậc hai. Dạ. Thì tuần sau mình ôn hai cái bài đó nha.
thì mình sẽ thi bằng đáp nha, còn trắc nghiệm thì thi hết được không nha. Thì cô nói em nhắc đi nhắc lại đó, chắc thi vấn đáp thì các bạn chỉ thi mỗi bạn chỉ có 5 đến 10 phút, 5 phút thôi, thì các bạn sẽ sang một cái link khác, thì tuần sau cô sẽ nhắc tiếp. À, cái tuần mà tuần thứ ba ôn thi vấn đáp á, thì các bạn vẫn vào đường link là bình thường, sau đó khi bạn nào tới bạn nào thi các bạn sẽ nhấp vào một cái đường link mới, chỉ có cô với bạn đó thi thôi nha. Thì bạn nào thi xong thì các bạn có thể ra các bạn làm việc khác của bạn, rồi còn thi trắc nghiệm thì bạn sẽ chờ tới khi nào gì đây, nhóm cô Hồng nhắc khi ngày nào các bạn sẽ thi và ngày giờ đó nha, bởi vì thi chung cả lớp. Để hôm nay mình kết thúc tại đây nha. Tối thứ ba vào đường link này bình thường, vậy nên xem ít đấy, em xem ít các bạn sẽ lấy đường link nha. Để thôi không có ai có ý kiến gì nữa. À, nói chung là lâu ngày không đụng tới thì cũng quên rồi đó ha, đấy là cô điểm lại những cái